Không có ông bụt này thì mình có ông bụt khác. Con Uyên này có tệ ở đâu chứ không bao giờ làm như vậy với em mình. Nhưng mà sống lừa dối nhau như vậy thì có gì hay. Thì ra chị cũng chỉ là sugar mommy. Tôi quá thất vọng vậy chị. Mày muốn tao nhìn thẳng mày nữa hả? Tôi có gì không đúng với ông? Đã thành con trời hết nhau. Đề tiện, cao trọ, lừa dối vợ. Ông không hay lắm sao? Chẳng lẽ em cứ được ông khư khư cái lão già đó cho tôi chết hả? Ai chết.